xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Câu chuyện quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, Sakhalin là hòn đảo lớn nhất của Liên bang Nga, nằm ở phía bắc Thái Bình Dương. Về mặt hành chính, đảo là một phần của tỉnh Sakhalin. Hòn đảo có diện tích 72.492 km², tức bằng khoảng 1/5 diện tích của Nhật Bản, nằm ở ngay bờ biển phía đông của Nga, phía bắc bờ biển đảo Hokkaido của Nhật Bản. Trong thế kỷ 19 và thế kỷ 20, cả Nga và Nhật Bản đều từng tuyên bố có chủ quyền đối với Sakhalin. Hai nước đã tranh chấp quyết liệt để giành được quyền kiểm soát đảo. Ngược về lịch sử, hòn đảo Sakhalin, vùng đất rộng lớn trồi lên khỏi sương mù ngay phía bắc Hokkaido, là nơi sinh sống của ba nhóm người bản địa: Inuit, Inuit, Ainu. Sakhalin đã từng bị người Mông Cổ xâm chiếm trong thế kỷ 13, sau đó tiếp tục duy trì quan hệ thương mại và thần phục lỏng lẻo đối với các triều đại kế tiếp là nhà Minh và nhà Thanh của Trung Quốc cho tới thế kỷ 19. Sau đó, hai thế lực mới xuất hiện, đế quốc Nga và Mạc Phủ Nhật Bản. Sakhalin, hay như người Nhật gọi nó là Karafuto, trở thành ranh giới mở rộng của hai thế lực này khi hai bên đều quyết định đưa Sakhalin vào phạm vi ảnh hưởng của họ. Năm 1635, gia tộc Matsumae phái nhà thám hiểm Murakami Kamonzaemon đi khám phá hòn đảo. Sau đó một nhà thám hiểm khác, Kuru Soemon đã đến làng Shika, nằm ở vĩ tuyến 49. Năm 1644, chính quyền Nhật Bản yêu cầu mỗi lãnh chúa gửi một bản đồ về vùng đất của họ để tạo nên bản đồ hoàn chỉnh của Nhật Bản. Lãnh chúa Matsumae đã gửi một bản đồ bao gồm toàn bộ Sakhalin, quần đảo Kurin và bán đảo Kamchatka. Bản đồ này được gọi là Shouho Okuni Ezu, là bản đồ lâu đời nhất hiện có vẽ vùng đất này. Năm 1679, gia tộc Matsumae đã thành lập thị trấn Otomari, ngày nay được Nga gọi là Kosakop, nằm trên bờ phía nam của Sakhalin để kiểm soát thương mại với người bản địa Ainu và Inuit. Năm 1806, tàu chiến Junona của Nga do Khovostov chỉ huy đã tấn công Otomari và đốt cháy kho sau khi cướp phá. Sau đó, họ đưa các thương nhân Nhật Bản đến Kamchatka làm tù nhân. Năm sau, họ tấn công đảo Etorufu ở chuỗi phía nam Kurin, sau đó là Rutaka ở phía tây Otomari. Nhật Bản xem Sakhalin là một phần mở rộng của Hokkaido về mặt địa lý và văn hóa, và lại một lần nữa tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ hòn đảo vào năm 1845, cũng như quần đảo Kurin. Tuy nhiên, nhà hàng hải người Nga là Gennady Nevsky vào năm 1849 đã ghi nhận sự tồn tại và khả năng thông hành của eo biển giữa đảo và lục địa Nga. Bất chấp những tuyên bố chủ quyền của nhà Thanh và Nhật Bản, những người định cư Nga đã hình thành các mỏ than, các cơ sở chính quyền, trường học, nhà tù và các nhà thờ trên đảo. Nhật Bản lại tuyên bố chủ quyền đối với Sakhalin vào năm 1865 và chính quyền nước này đã cho xây dựng một bia để thông báo điều này ở cực bắc của hòn đảo. Năm 1853, Nga cắm cờ ở cực bắc của Sakhalin và tuyên bố đó là lãnh thổ của mình. Sau đó họ thành lập một căn cứ quân sự ở Otomari bất chấp sự phản đối của Nhật Bản. Đàm phán đầu tiên để dàn xếp biên giới giữa hai quốc gia được tổ chức vào năm 1855 tại Shimoda, một thị trấn nhỏ nằm cách Tokyo 50 km về phía tây nam. Nhà đàm phán trưởng của Nhật Bản là Kawaji Toshiakira và người Nga Vasily Evich Putiatin. Kết quả là Hiệp ước Shimoda đã ra đời và quy định như sau: Nga chiếm Bắc Kurin và Nhật Bản Nam Kurin, nhưng không có sự dàn xếp nào về Sakhalin, tức là công dân giữa hai nước có thể sống ở hòn đảo này như trước đây, người Nhật ở phía Nam và người Nga ở phía Bắc mà không cần đến biên giới. Sự thiếu rõ ràng về ranh giới khu vực ảnh hưởng của mỗi nước ở Sakhalin dẫn tới nhiều khó khăn cho việc định cư và hoạt động của người dân hai nước ở đó. Để khắc phục, Nga và Nhật đã ký Hiệp ước Saint Petersburg vào ngày 7 tháng 5 năm 1875 tại thành phố Saint Petersburg của Nga. Theo Hiệp ước mới này, toàn bộ Sakhalin sẽ thuộc về Nga và toàn bộ quần đảo Kurin sẽ thuộc về Nhật Bản. Năm 1904, chiến tranh Nga-Nhật nổ ra và bất ngờ, Nhật Bản đã giành được chiến thắng. Mặc dù rất gần với các đảo của Nhật Bản, quân đội đế quốc Nga đã không quan tâm đến việc bảo vệ Sakhalin. Tại đây có một đơn vị đồn trú nhỏ. Hầu hết tất cả những cư dân Nga ở đây đều là nông dân, thợ săn và tù nhân, trại tù lao động khổ sai cho người lưu đày. Vào ngày 7 tháng 7 năm 1905, quân Nhật tấn công từ phía Nam, chiếm các thị trấn và chịu một số thương vong. Vào ngày 31 tháng 7, sau khi một lực lượng Nhật Bản đổ bộ gần Alexandrov Sakhalinsky ở phía bắc Sakhalin, 5.000 lính Nga còn lại đã đầu hàng. Cuộc tấn công Sakhalin, trận chiến cuối cùng của chiến tranh Nga-Nhật đã kết thúc. Các đại diện từ Nhật và Nga đã gặp nhau ở Portsmouth, New Hampshire, nước Mỹ để đàm phán các điều khoản hòa bình dưới sự bảo trợ của Tổng thống Mỹ Roosevelt, người đứng ra làm trung gian. Theo đề nghị của Roosevelt, Nga đã nhường lại nửa phía nam của Sakhalin dưới vĩ tuyến 50 để đổi lại việc Nhật Bản không yêu cầu bồi thường tiền tệ cho cuộc chiến.
Theo đó thì phần phía nam của đảo Sakhalin ở phía dưới 50 vĩ độ Bắc một lần nữa quay trở lại thuộc chủ quyền của Nhật Bản. Nga giữ lại 3/5 diện tích của hòn đảo. Ở phía Bắc, người Nga tổ chức vùng thuộc chủ quyền của mình thành tỉnh Sakhalin với thủ phủ đặt tại Alexandrov Sakhalinsky. Nam Sakhalin được Nhật Bản tổ chức thành tỉnh Karafuto với thủ phủ là Toyohara và có một lượng lớn người nhập cư đến từ Triều Tiên. Năm 1943, Karafuto chính thức được tuyên bố là một phần của chính quốc Nhật Bản, tương tự như bốn hòn đảo chính nhưng cũng chỉ được hưởng tình trạng này trong 2 năm ngắn ngủi. Tháng 8 năm 1945, theo các thỏa thuận trong hội nghị Yalta, Liên Xô được nắm quyền kiểm soát đối với Sakhalin. Bắt đầu vào ngày 11 tháng 8 năm 1945, Liên Xô đã tấn công phía nam đảo Sakhalin trong chiến dịch Mãn Châu, tức sau vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki và 4 ngày trước khi Nhật Bản đầu hàng. Hồng quân Liên Xô đã vượt qua vĩ tuyến 50, biên giới giữa hai quốc gia ở Sakhalin và tràn xuống phía nam. Trận chiến bắt đầu ở vĩ tuyến 50, ranh giới phân định giữa lãnh thổ Liên Xô và Nhật Bản. Ở đó, 20.000 lính Liên Xô được hỗ trợ bởi 100 xe tăng đã đối đầu với một lực lượng phòng thủ Nhật Bản nhỏ hơn rất nhiều, nhưng người Nhật đã giữ vững đội hình của họ, chiến đấu một cách quyết liệt, thậm chí là tự sát. Liên Xô dự kiến sẽ san bằng đường đến các cảng phía nam Karafuto, từ đó họ sẽ tiến hành một cuộc xâm lược Hokkaido, nhưng sự ngoan cường của những người bảo vệ Karafuto đã làm họ giật mình. Trong 4 ngày, mặc dù Hồng quân đông gấp 3 lần quân Nhật, song họ đã không thể tiến lên do sự kháng cự quyết liệt của Nhật Bản. Nhưng sau đó, với hàng triệu người dân đã chết, 60% đô thị bị đốt cháy thành đống đổ nát, là nạn nhân của hai quả bom nguyên tử. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1945, đế quốc Nhật Bản tuyên bố đầu hàng quân đồng minh. Lo ngại rằng đường ngừng bắn sẽ trở thành biên giới cuối cùng, Liên Xô tiếp tục bắn phá các thị trấn và vị trí quân sự của Nhật Bản, bất chấp tuyên bố đầu hàng của Nhật Hoàng và thậm chí chuẩn bị xâm chiếm Hokkaido. Ngày 16 tháng 8, khi lữ đoàn súng trường 113 và tiểu đoàn súng trường thủy quân lục chiến độc lập 365 đổ bộ lên Toro, một ngôi làng ven biển ở phía tây của Sakhalin, Liên Xô mới có thể phá vỡ tuyến phòng thủ của Nhật Bản. Sức kháng cự của Nhật Bản ngày một suy yếu sau cuộc đổ bộ này. Giao tranh chủ yếu là các cuộc đụng độ nhỏ và chấm dứt vào ngày 21 tháng 8. Từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8, hầu hết các đơn vị còn lại của Nhật Bản đã tuyên bố tạm ngừng bắn. Liên Xô đã hoàn thành cuộc chinh phục Sakhalin vào ngày 25 tháng 8 năm 1945 khi chiếm đóng thủ phủ Toyohara. Các nguồn tin của Nhật Bản ước tính số dân thường thiệt mạng trong cuộc xâm lược Sakhalin là 3.500 đến 3.700 người, song không rõ về con số chính xác. 10 ngày sau khi đế quốc Nhật Bản đầu hàng, tỉnh Karafuto đã sụp đổ. Tại hội nghị Yalta năm 1945, các nhà lãnh đạo đồng minh là Roosevelt và Churchill đã đồng ý với Stalin rằng Sakhalin và quần đảo Kuril có thể thuộc về Liên Xô hoàn toàn vào cuối cuộc chiến, với điều kiện Liên Xô phải tham chiến với Nhật Bản. Các lãnh thổ Nhật Bản sẽ là phần thưởng cho Liên Xô khi từ bỏ hiệp ước trung lập với Nhật Bản và tham gia cùng với các đồng minh chống lại người Nhật khi chiến tranh ở châu Âu kết thúc. Quyết định này được giữ bí mật cho đến khi chiến tranh kết thúc vì sợ rằng người Nhật có thể sẽ phản ứng bằng cách xâm chiếm Siberia. Sau khi Nhật Bản đầu hàng, hơn nửa triệu tù binh chiến tranh Nhật Bản bị Hồng quân bắt giữ ở Mãn Châu, Karafuto và Triều Tiên đã bị gửi đến các trại ở Siberia và phần còn lại của Liên Xô. Theo số liệu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, 473.000 người đã được hồi hương về Nhật Bản sau khi bình thường hóa quan hệ Nhật Xô, 55.000 người chết ở Nga và 47.000 người khác vẫn mất tích. Một báo cáo của Nga công bố năm 2005 đã liệt kê tên của 27.000 người đã được gửi đến Triều Tiên để lao động cưỡng bức ở đó. Nhật Bản đã từ bỏ tất cả các yêu sách đối với Sakhalin theo Hiệp ước San Francisco năm 1951, không giống như tình hình liên quan đến quần đảo Kuril lân cận. Đối với hầu hết người Nhật, Sakhalin đã mờ dần vào lịch sử, chỉ còn là một thuộc địa bị mất từ thời kỳ đáng xấu hổ nhất trong lịch sử đất nước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Rất mong nhận được sự phản hồi, trao đổi, đóng góp ý kiến từ quý vị. Và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!